Dạ Thánh Nguyên mến chào tất cả quý vị thân mến. Ngày hôm nay Thánh Nguyên đang có mặt tại số nhà 37 đường Nguyễn Truyền Thanh, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nơi mà Thánh Nguyên đang phát củ bạc hà cho bà con quý vị. Nơi đây thì Thánh Nguyên có tất cả là 3 loại để mà đưa đến tay cho mọi người. Đó là củ bạc hà tươi, củ bạc hà khô và cây trà bạc hà dạng túi lọc. Dạ. Thì ngày hôm nay có một cái điều mà cô chú anh chị rất là quan tâm. Thì hôm nay Thánh Nguyên sẽ làm sáng tỏ cũng như là giải thích cặn kẽ hơn. Mặc dù là Thánh Nguyên đã nói về cái vấn đề này nhiều rồi, nhưng mà hôm nay thì Thánh Nguyên sẽ nói chi tiết hơn một chút xíu. Đó là lý do vì sao mà Thánh Nguyên bán cái củ bạc hà này mắc nhất thị trường. Dạ, cái điều này rất là nhiều cô chú anh chị rất là quan tâm, đúng không ạ? Thì có cái điều gì mà nó lại có cái chi phí nó cao như vậy? Thì Thánh Nguyên sẽ nói sơ qua về cái vấn đề này. Cái thứ nhất là về cái công việc mà Thánh Nguyên đang làm. Thì Thánh Nguyên đã có những cái giấy tờ, những cái chứng nhận của các ban ngành, của các sở tại Cần Thơ, để cho mọi người yên tâm. Và đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai là Thánh Nguyên có khá là đông các anh chị em nhân công đang làm cho Thánh Nguyên. Thì khi mà làm thì Thánh Nguyên không có làm, mà Thánh Nguyên sẽ phải mướn mọi người làm để Thánh Nguyên còn trả tiền cho công nhân nữa. Và cái điều thứ ba đó là cái chi phí vận hành, là về thiết bị, máy móc cũng như là cái chi phí tiền điện, đúng không quý vị, là tới hàng chục triệu đồng một tháng tiền điện. Đấy, đó là những cái mà bề nổi nhá quý vị nhá. Đó là những cái bề nổi. Còn những cái điều mà mọi người chưa được chứng kiến nhiều, thì ngay bây giờ Thánh Nguyên sẽ không làm mất thời gian của cả nhà mình nữa. Thánh Nguyên sẽ quay về cái quá trình mà mọi người làm việc, để cho mọi người thấy được làm cái sự vất vả, cũng như là cái sự mà kỹ càng trong từng khâu mà Thánh Nguyên đưa cái sản phẩm đến tay cho mọi người nó như thế nào. Thì bây giờ Thánh Nguyên sẽ quay để cho mọi người hiểu rõ hơn ha quý vị ha. Mời quý vị. Thánh Nguyên quay cho mọi người xem này. Đây là củ bạc hà mà Thánh Nguyên vừa mới về nhé quý vị nhé. Dạ. Còn đây là cái bao tải mà để mình cạo vỏ ra này. Đây. Thì mấy chị em đang ngồi để mà cạo với cái vỏ này, để cho mọi người thấy là cái công đoạn. Khi mà trong cái quá trình mình vận chuyển, quý vị không có tránh được cái chuyện mà mấy cái củ này nó sẽ bị dập nhá. Thì những cái lúc như vậy thì mình sẽ phải gọt những cái này ra. Đó. Những cái sâu là mình phải quét hết nha quý vị. Đó, nó phải trắng được vậy này. Như vậy còn chưa xong đâu. Khi mà đi vào trong cái máy trong kia là các bạn trong này sẽ chọn những cái chỗ nào mà nó bị hư nữa là phải xử lý nữa. Còn phải xử lý nữa quý vị. Lý do mà Thánh Nguyên nói với mọi người là mình cạo vỏ này là mình phải mang bao tay và mang kính vào nhé quý vị nhé. Nhưng bởi vì là khi mà nó văng vào mắt hay là mình không mang bao tay là nó sẽ rất là ngứa. Cái này nếu mà nó ngứa là nó phải ngứa đến 2-3 ngày. Đấy, rồi nó văng vào mắt thì thôi, khỏi nói luôn. Đó là lý do mà vì sao mà trong cái tờ giấy mà Thánh Nguyên gửi đi cho mọi người đó, trong cái túi khô đó là Thánh Nguyên vẫn có một cái tờ giấy đó, bởi vì gửi cái hàng tươi và hàng khô là Thánh Nguyên cùng gửi một cái giấy hết, nên là mới có cái phần là sơ chế đó quý vị. Đây, khi mà đưa lên đây thì sẽ có các bạn sẽ xử lý những cái phần như này này. Đấy, quý vị thấy đã sẽ xử lý những phần này, và những cái phần giạt này là coi như mình dục bỏ nhá, mình không có lấy. Rồi những cái phần mà đầu đài này này quý vị, nó rất là nhiều luôn. Thật sự nếu như quý vị nào mà ai mà ở gần đây á, mà qua lấy á, thì Thánh Nguyên nói với quý vị là rất cực kỳ nhiều, ngày phải mấy chục ký có. Đó. Rồi sau đó thì mới bỏ vào cái máy này để mà sắt ra. Đây, bản này bản nó sẽ chảy để cho quý vị thấy này. Khi mà mình cắt lát ra như vậy đó thì 100 lát như một luôn nhé quý vị. Bởi vì máy không, chứ mình không có sắt tay. Và nó sẽ ra những cái đầu đầy như này này, đó là mình sẽ dục nha, đó mình sẽ dục đi đấy, mình sẽ dục ra ngoài này.
Để cái này thì cô chú anh chị nào mà có thời gian ấy, chạy qua đây lấy về mình tận dụng mình làm nó cũng ấy lắm ạ. Và nó phải trắng, nó phải đẹp như vậy này quý vị. Đấy nha. Nó phải trắng, nó phải đẹp như vậy này. Đó là lý do vì sao. Đó là lý do vì sao mà Thành Nguyên phủ thu với một cái mức giá thật sự là nó mắc nhất thị trường luôn. Quý vị cứ đi hỏi là không có ai mà bán bạc hà khô mà mắc hơn Thành Nguyên đâu. Thành Nguyên nói thiệt luôn. Dạ nhưng mà đắt thì nó sắt ra miếng ha quý vị ha. Dạ, tất cả những cái củ mà bên Thành Nguyên lửa là đều là những cái củ già. Những cái củ già không. Đây, quý vị thấy đây, nó có những cái đường gân của nó này. Đấy, những cái sứa của nó này. Bên Thành Nguyên thì sẽ lửa những cái củ nào mà nó già và củ dùng để làm thuốc nha. Còn sẽ có vẫn bị trộn lẫn những cái củ bạc hà nhưng mà nó không dùng để làm thuốc, nó vẫn nằm ở trong này. Và những củ đó thì bên Thành Nguyên sẽ lửa ra và không có lấy nha. Còn đây là cái số dược liệu mà bên Thành Nguyên làm ấy để làm trà đó quý vị, nhập về để làm trà đó. Đây là một số nhỏ thôi, chứ không có nằm hết trong này. Còn đây là cái bông đu đủ này quý vị, bông đu đủ sấy này. Đó. Bên Thành Nguyên thì bông đu đủ là sấy lạnh nhá, chứ không có sấy nhiệt nha. Đấy, cho nên là khi mà mình uống cái đồ này thì cái dược tính của nó rất là nhiều luôn. Nó rất là nhiều. Một ký này là 5,5 ha quý vị ha. Một ký bông đu đủ là 5,5. Dạ, còn một ký bạc hà là 700. Tất cả khi mà bên Thành Nguyên làm xong là sẽ đưa vào máy đây sấy nha. Đấy, các bạn vừa mới lấy hàng khô ra cho nên là chưa có kịp ấy vào. Làm chưa kịp. Còn ngoài này có hai máy nữa cũng đang chảy đây. Đây. Thành Nguyên quay hai cái máy đang chảy đây cho quý vị xem. Khi mà thành phẩm thì là nó sẽ rất là đẹp như này. Đây, Nguyên đẩy ra ngoài này cho sáng để cho mọi người xem. Đây, đẩy ra ngoài sáng này. Đây, quý vị thấy trắng đẹp không ạ? Vâng, trắng đẹp luôn nha quý vị nhé. Và bên Thành Nguyên thì vẫn có một cái loại mà nó hơi đỏ đỏ chút xíu, bởi vì là khi mà mình cắt ra mà mình chưa có kịp đưa vào máy để sấy đúng vị, để khoảng vài tiếng ở ngoài ấy, thì nó sẽ bị cái nhựa của cái bạc hà này nó sẽ tiết ra và nó sẽ làm cho cái bạc hà nó rất là đỏ nhá. Đó là lý do vì sao mà bên Thành Nguyên sấy thì nó sẽ không có bị đỏ, vì khi mà bị đỏ là do mình để ở ngoài quá lâu. Và cái bên đây là cái máy đóng gói trà đấy quý vị. Còn cái bên là cái máy hút chân không. Rồi. Cập nhật xong xuôi rồi thì bây giờ Thành Nguyên sẽ ra đây, Thành Nguyên trò chuyện với mọi người thêm chút xíu. Dạ. Có một cái điều nữa Thành Nguyên muốn khẳng định thêm cho tất cả mọi người. Về cái thứ nhất là về cái mặt pháp lý, về cái mặt mà giấy tờ đó quý vị. Rồi về cái phần mà cái khâu sản xuất là nói về mà vệ sinh an toàn thực phẩm ấy nha quý vị nha. Về khâu vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là về cái khâu mà thiết bị máy móc mà từ khâu sơ chế cho đến khi mà ra thành phẩm á, chưa có ai làm. Có chăng thì người ta cũng làm thủ công, người ta cắt lát ra bằng tay sau rồi phơi, nhưng mà chỉ là phơi nắng thôi. Phơi nắng thôi quý vị. Và quý vị biết rồi, khi mà mình phơi nắng á là nó sẽ bị màu đỏ, màu thâm đen. Bởi vì là khi mà mình phơi nắng thì quý vị biết là phải phơi khoảng mấy ngày, chứ đâu phải nói phơi một ngày mà nó khô được đâu quý vị. Và có những ngày nắng lớn, có những ngày không nắng, thì rõ ràng là khi mà cái sản phẩm đó đến tay mọi người thì chắc chắn là mình bảo quản nó không có được lâu. Còn Thành Nguyên cam kết với mọi người, cái bạc hà mà Thành Nguyên sấy đây này quý vị, quý vị phải để được trên 6 tháng nếu như quý vị không dùng. Nói về cái khâu sản xuất ha quý vị ha. Rồi, nói về cái chi phí mà tiền điện để Thành Nguyên nói kỹ hơn cho mọi người nắm thêm chút xíu.
Thái Nguyên vừa mới lắp điện kinh doanh, có nghĩa là điện 3 pha đó quý vị, là mới lắp được có một tháng nay thôi. Nhưng mà so với cái thời điểm trước đó thì nó cũng không thay đổi được nhiều. Có nghĩa là cái chi phí mà để Thái Nguyên lắp điện 3 pha này là để mà kéo dây là mất gần 20 triệu đồng quý vị. Mất gần 20 triệu đồng. Mà một tháng thì nó so với những tháng trước thì nó cũng đỡ đâu đó được khoảng 2-3 triệu. Cũng không có đáng bao nhiêu. Mà cái chi phí tiền điện ở đây là phải tính đến hàng chục triệu nhé quý vị, hàng chục triệu một tháng. Rồi tiền chi phí nhân công, chi phí vận hành thiết bị máy móc này kia. Đấy là quý vị biết là lý do vì sao mà Thái Nguyên tính giá tới 700 ngàn. Mà 700 ngàn đó là cho một ký đầu tiên thôi. Còn ký thứ hai trở đi ra thì bên Thái Nguyên vẫn đang có chương trình khuyến mãi là quý vị lấy từ 2 ký trở lên là được giảm còn có 600 ngàn một ký. Đấy, và lấy 4 ký thì là giảm được 500. Và lấy 5 ký thì được tặng 1 ký. Đấy quý vị, gần như là Thánh Nguyên làm đây là chi phí cho thiết bị cho nhà ở. Vì nhà là mình phải thuê, chi phí nhân công. Và một tháng chỉ dư ra một chút ít để mà duy trì thôi. Đấy, gần như là vậy quý vị. Còn quý vị mà so sánh với Thánh Nguyên là ở trên thị trường người ta bán có 200-300. Thì nếu như mà đúng thì cũng tốt thôi. Nhưng mà quý vị cố gắng cẩn thận. Bởi vì là có một số người là phản hồi lại cho Thánh Nguyên là khi mà mọi người mua cái số rẻ đó đấy là về không có dùng được là phải đưa ra gốc cây để mình bón cho gốc cây. Điều đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là uống nó không có nhiều tác dụng. Và cái thứ ba, cái củ bạc hà này nó không phải là bạc hà. Bởi vì cái củ bạc hà này cùng họ với nó có rất là nhiều loại. Và có những loại không dùng để làm thuốc nha quý vị. Đấy, nhiều khi người ta còn trộn lẫn vào khoai sắn, khoai mì nữa. Có nha quý vị nhé. Yeah. Và người ta bán với giá rất là rẻ. Rẻ thì cũng tốt thôi. Nhưng mà cố gắng làm cho nó đúng lương tâm của mình thì điều đó không ai nói. Yeah. Nhưng mà trộn lẫn vào những cái thứ mà không phải thuốc ấy thì thật sự là không biết phải nói sao quý vị ạ. Dạ, không biết phải nói sao, không biết là những người như vậy để tối ăn có ngon, ngủ có ngon hay không. Vâng, còn cái sự lựa chọn của mọi người như thế nào thì đó là quyền quyết định của tất cả quý vị. Còn nếu như quý vị mà quan tâm thì Thái Nguyên vẫn có những cái số điện thoại nằm trên màn hình ha quý vị ha. Nếu như quý vị quan tâm thì cố gắng đừng có nhắn tin. Bởi vì mà khi mà quý vị để lại những cái bình luận ở trên này sẽ tạo cơ hội cho những kẻ mà xương ăn nhắc làm. Người ta sẽ tạo những cái Zalo, những cái Facebook giả của Thái Nguyên, người ta sẽ nhắn tin để người ta dụ dỗ mọi người. Còn nếu như quý vị mà muốn chắc ăn thì hãy bắt máy lên gọi vào những cái số trên đó. Thành Nguyên sẽ có các bạn tư vấn cho tất cả quý vị nhé quý vị nhá. Nhà bên Thành Nguyên thì như lúc nãy Thành Nguyên có nói vẫn có giá 500 ngàn. Nhưng mà giá 500 đó là dành cho những cái bậc hà mà có nghĩa là mình sắt nó quá tay rồi không có đưa kịp vào máy, mà cái số lượng trong máy thì nó đủ rồi, mình không có đưa vào thêm thì mình để ngoài đó đôi ba tiếng thì nó sẽ bị cái chất nhựa đó nó chảy ra và sấy không kịp thì nó sẽ bị đỏ. Và những cái đỏ đó thì Thái Nguyên có nghĩa là cái màu nó không được đẹp thì Thái Nguyên sẽ lấy cái giá là rẻ hơn, 500 ngàn nha quý vị nhá. Đó, còn khi mà chúng ta lấy cái hàng mà nó được tuyển đấy, được lửa đấy và nó chất lượng hơn thì giá nó sẽ cao hơn xíu. Rồi cho nên là quý vị cũng hoan hỉ nhá. Rồi nữa, có một cái điều này quan trọng này quý vị. Cái củ bạc hà này có nhiều khi Thành Nguyên lấy về 5 tấn mà phải bỏ ra phải cả tấn nữa quý vị. Lý do là khi mà người ta khai thác đó thì người ta không biết và người ta vẫn khai thác những cái củ vẫn là họ bạc hà nhưng mà nó không có dùng để làm thuốc. Đấy, cho nên là phải lừa ra. Phải lừa ra quý vị ạ. Thôi nói thế thì để cho mọi người biết được thôi. Thật sự là để mà ra được một cái sản phẩm nó cũng không có đơn giản như mọi người nghĩ đâu ạ. Cho nên là khi mà chúng ta lấy về đó thì chúng ta tìm hiểu kỹ thêm xíu. Cũng như là chúng ta mà lấy bạc hà mà về mà làm á thì cố gắng này. Nếu mà sơ chế cái củ tươi á là mình phải mang cái bao tay rồi mang kính vào, bởi vì nó rất là ngứa. Và không may mà cạo vỏ mà nó văng vào mắt một cái thôi là tôi xác định mấy ngày là không mở mắt được ra luôn đó quý vị. Đấy,
Và một điều nữa là chúng ta cố gắng lấy những cái củ bạc hà phải đúng nha quý vị nha. Còn nếu không đúng thì nó không có tác dụng nha. Mà chúng ta lấy là phải lấy những cái củ ở trên rừng và có cái niên đại nhiều năm. Chứ còn những cái củ mà dưới đồng bằng á, thì thôi quý vị đừng có dùng. Nó không có tác dụng đâu quý vị ạ. Dạ, Thánh Nguyên nói như vậy để cho quý vị biết, để cho quý vị phân biệt ha quý vị ha. Rồi một lần nữa Thánh Nguyên mến chúc cho tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Dạ. Nếu như quý vị có ý kiến hay là có thắc mắc như nào, hãy để lại cái phần bình luận dưới cho Thánh Nguyên ha quý vị ha. Dạ, tạm biệt quý vị.